Nó mọc lâu chưa chị? Lâu rồi. Bao lâu rồi? Cái tổ này chắc cũng cả năm rồi. Wow. Nhưng mà chắc mỗi cũng không có nhiều mật đâu. Để cho nó mọc ở đây. Đúng nó rồi. Đừng có nó đừng cắn người là được. Mỗi lần là nó ở trong nhà chị nè. Xong rồi cứ nói cho đi rồi nó về, nó đi nó về. Vậy hả? Vậy có vậy? Ủa vậy hả? Có vụ đó nữa hả? Ý là chị lấy hình ra chưa? Chưa, chị chưa biết nó có lấy. Lấy ra thử coi nó có bị hư không? Có thể là do nó hư màn hình thôi. À rồi. Thấy rung tay luôn nè tí.